Tối ngày 17 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị có liên quan. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can gồm Tạ Hải Anh, Cao Việt Bách, Trần Quốc Công và Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Anh Dũng. Trong đó, ông Nguyễn Anh Dũng là anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC. Tất cả các bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự, vai trò đồng phạm. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Liên quan vụ án này, giữa tháng 8 năm 2022, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng của AIC. Hiện tại bà Nhàn đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã. Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can Hoàng Đình Sơn, cựu phó giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và một số người khác. Kết quả điều tra ban đầu xác định năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi. Tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Các bị can đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá cao hơn giá thị trường, móc ngoặc với nhà thầu và công ty AIC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước trị giá 73 tỷ đồng.